ngọt nha, quả rất ngon đấy. Gia đình lấp đất để bán này, thoát tầm vanh cách mét 5, thoát 2m4. Đây cảnh đẹp, đây sạch sẽ. Cây này nó khai thác hết nhiều tiền anh ạ, mai gạt, mấy gạt nó tiện đây nhờ nó gạt đi. Thì cây bé nó lại không lấy. Vâng. Thế cứ bảo 7 triệu mà lấy không lấy thối. Hai cây tao bán 2 cây. Cây này